Chương trình này kính chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiến bộ. Kính thưa các đồng chí, nhất là kính thưa anh Bình. Anh Bình là hôm nay là rất cố gắng đã có mặt ở đây. Anh Bình là nguyên là thủ trưởng của tôi. Khi tôi mới về nữa, anh Bình là chính trị viên đại đội, tôi là trung thủ trưởng. Ở đây thì chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh anh Bình hôm nay có mặt. Kính thưa các đồng chí, hôm nay đến dự với đồng chí thì tôi thấy là chúng ta rất là vui tươi, phấn khởi, đúng không? Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của thông tin liên lạc của bộ đội nhân dân quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Và chúng ta được biết là sáng năm là kỷ niệm năm 2024 là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Hiện nay Bộ Quốc phòng đã lấy danh sách những đồng chí đã từng công tác và nghỉ hưu ở quân đội sẽ có quà của Bộ Quốc phòng. Thế thì các đồng chí lưu nhé, đồng chí nào mà chưa thấy đăng ký thì ta tiếp tục đăng ký. Tôi nhắc lại là những đồng chí mà đã công tác đến khi nghỉ hưu ở quân đội, kể cả sĩ quan chuyên nghiệp, thì chúng ta sẽ được nhận quà của Bộ Quốc phòng. Quà là cái gì thì tôi cũng không chừng biết, xin báo cáo đồng chí như vậy. Cái công việc tiếp theo thì tôi thấy là anh em chúng ta rất vui vẻ, rất khỏe mạnh, đấy là điều đáng quý. Hiện nay là tôi thấy là hôm nay Đài Truyền Thông Tin chúng ta tổ chức cái buổi gặp mặt ấy rất là chú đáo, rất là trân trọng và rất là tốt. So với Bắc Giang thì các đồng chí là cũng tổ chức là tương tự như Bắc Giang, thì tôi đề nghị cái hình thức tổ chức này chúng ta cần phát huy. Chúng ta vừa rồi được xem cái tiết mục văn nghệ rất là hay, rất là tình cảm. Thì tôi nghĩ là trong lực lượng thông tin của chúng ta rất có nhiều ca sĩ rất là hay. Hôm nay tôi định hát nhưng mà tôi thấy là các ông chí hát hay quá, tôi phải chuẩn bước không dám hát nữa để dành cho khác. Xin cảm ơn các ông chí. Và cái buổi giao lưu này chúng ta thấy là hay nhất là văn nghệ, đúng không? Sau đến truyền thống thì nó cũng bình bình như thế thôi. Thế nên các ông chí là quan tâm đến công tác tổ chức và công tác văn nghệ làm sao nó